Vividata, rất là vui khi ngày hôm nay lại có thời gian gửi đến các bạn một bài học mới. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một chút về ngữ pháp căn bản trong tiếng Đức. Đối với những người mới học tiếng Đức thì có thể phần này khá là phức tạp. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng nó không quá là phức tạp đâu. Chỉ cần các bạn nắm được những cái quy tắc căn bản và làm bài tập thì các bạn có thể nắm chắc được cái phần này. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay nhé. Trong tiếng Anh thì chúng ta chia ra thành hai loại mạo từ là mạo từ xác định và mạo từ không xác định. Mạo từ xác định là the và không xác định là a hay là an. Thì trong tiếng Đức cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng chia ra thành hai loại mạo từ như vậy. Đối với mạo từ xác định definite order bestimmt article thì chúng ta sẽ có tất cả những cái hình thức như sau, đó là der, die, das, den, dem. Còn đối với mạo từ không xác định indefinite order unbestimmte Artikel thì chúng ta sẽ có ein, eine, eine, einen, einem, eines. Các bạn có thể nhận thấy rằng trong tiếng Anh thì mạo từ hoàn toàn không bị biến đổi về hình thức. Thế nhưng mà trong tiếng Đức thì mạo từ nó sẽ bị biến đổi dựa theo cái giống của danh từ mà nó đứng trước và dựa theo việc là danh từ đó nó đang đứng ở cách nào. Cách ở trong tiếng Đức thì có nghĩa là casus và chúng ta có 4 cách tất cả. Cách thứ nhất là nominative, cái thứ hai genitive, cái thứ ba dative và cái thứ tư accusative. Thế nhưng mà khi mà chúng ta học thì chúng ta không học theo một cái thứ tự là 1, 2, 3, 4 mà chúng ta sẽ học theo một cái thứ tự đó là nominative, accusative, dative und genitive. Bởi vì nominative thì rất là đơn giản để mà có thể nhận ra được. Còn accusative thì 90%, có thể nói là 90% động từ trong tiếng Đức thì yêu cầu một cái bổ ngữ accusative. Rồi sau đó đến dative và genitive là ít được sử dụng nhất. Trước tiên thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhận biết nominative và cách chia của mạo từ ở nominative và sau đó là một vài cái quy tắc căn bản để mà có thể xác định được giống của danh từ. Was ist das? Das ist ein Stift. Was ist das? Das ist eine Tasse. Das ist ein Buch. Das sind zwei Stifte. Các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta có những cái danh từ đó là ein Stift, eine Tasse, ein Buch. Thì tất cả những cái danh từ này đều chia ở cách một nominative bởi vì là nó đứng sau động từ sein. Nguyên tắc thứ nhất, tất cả những danh từ đứng sau động từ sein thì đều chia ở cách một nominative. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ không có dạng số nhiều cho mạo từ không xác định. Ví dụ, ở đây chúng ta có Das sind zwei Stifte. Không phải là Das sind eine zwei Stifte. Nee. Yeah. Ein ở đây có nghĩa là tức là số lượng là 1. Ok, bởi vậy nên là nó sẽ không có dạng số nhiều. Gut. Das ist ein Stift. Der Stift ist blau. Das ist eine Tasse. Die Tasse ist weiß. Das ist ein Buch. Das Buch ist interessant. Ở đây thì chúng ta lại có những cái mạo từ xác định nhá. Also đó là der Stift, die Tasse, das Buch. Thì những cái danh từ này cũng là chia ở cách một nominative bởi vì nó là chủ ngữ ở trong câu. Nguyên tắc thứ hai,
Tất cả những chủ ngữ ở trong câu đều chia ở cách một nominative. Das ist kein Stift. Das ist eine Tasse. Đối với thể phủ định thì chúng ta sẽ dùng mạo từ kein. Also, das ist kein Stift. Das ist kein Buch. Das ist keine Tasse. Và sau đây sẽ là bảng tổng hợp những cái nguyên tắc biến đổi của mạo từ trong cách 1 nominative. Để có thể chia mạo từ đúng thì trước tiên là các bạn cần phải xác định được giống của danh từ. Danh từ đó có giống đục, giống chung hay là giống cái. Chúng ta cũng có một vài những cái nguyên tắc căn bản để mà có thể xác định được giống của danh từ, mặc dù là chúng không phải là đúng cho tất cả mọi trường hợp. Thế nhưng mà nó cũng giúp cho chúng ta một phần nào đó. Nếu như mà các bạn không chắc chắn thì các bạn có thể tra ở trong từ điển. Ok. Và học một danh từ luôn luôn học kèm theo cả mạo từ của nó. Và sau đó thì khi mà các bạn biết được giống của danh từ rồi thì các bạn sẽ phải xác định được xem là cái danh từ đó nó đang đứng ở cách nào, cách 1, cách 2 hay là cách 3, cách 4. Thì tùy theo như vậy mà các bạn có thể áp dụng được cái nguyên tắc chia mạo từ mà mình vừa mới hướng dẫn các bạn. Ok, good. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một vài những cái nguyên tắc căn bản để có thể xác định được giống của danh từ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với giống đầu tiên, đó là giống cái, femininum. Gut, die. Những danh từ nào thì là sẽ là có giống cái. Trường hợp thứ nhất đó là những cái danh từ biểu thị người có giới tính là nữ. Có thể nói như vậy, cái nào, ví dụ như là die Mutter, die Frau, die Schwester. Và những cái danh từ mà nó kết thúc bằng đuôi en, die Lehrerin, die Verkäuferin. Thế nhưng mà chúng ta cũng có những cái trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như là chúng ta lại có là das Mädchen. Mặc dù đây cũng là một cái danh từ biểu thị một người, một cô gái thì nó cũng là có giới tính nữ. Thế nhưng mà mạo từ lại là mạo từ của giống chủng. Trường hợp thứ hai đó là những cái danh từ mà nó kết thúc bằng đuôi e. Các bạn lưu ý là không phải 100% những cái danh từ mà nó kết thúc bằng đuôi e thì nó lại là giống cái đâu. Nó cũng có những trường hợp ngoại lệ. Thế nhưng mà đa phần là theo cái nguyên tắc này. Ví dụ chúng ta có là die Schule, die Tasche, die Lampe. Thế nhưng mà chúng ta lại có là das Auge, der Name, der Junge. Đối với số, khi mà chúng ta đề cập tới là một cái số như là một cái danh từ thì chúng ta sẽ sử dụng mạo từ là die. Ví dụ như là die zwei, die zehn, die elf, die zwölf und so weiter. Và khi mà các bạn nhìn thấy những cái danh từ mà nó kết thúc bằng đuôi như sau thì các bạn có thể biết được ngay rằng nó là những cái danh từ giống cái. Ví dụ die tolle Gans, die Bäckerei, die Intelligenz, die Sicherheit, die Energie, die Freiheit, die Sauberkeit, die Technik, die Information, die Freundschaft, die Erziehung, die Natur. Ngoài ra thì những cái danh từ mà nó được danh từ hóa từ động từ và kết thúc bằng đuôi thể thì những cái danh từ đó cũng sẽ là những cái danh từ giống cái. Ví dụ chúng ta có từ die Abfahrt là xuất phát từ động từ là abfahren, hay là die Antwort từ động từ antworten. Còn khi nào thì danh từ sẽ có giống
đực, masculine. Có một cái điểm khá là tương tự giống như là trong giống cái thì ở đây thì với những cái danh từ mà giống tự nhiên của nó là giống đực thì danh từ đó cũng sẽ là giống đực. Ví dụ như chúng ta có là der Vater, der Sohn, der Lehrer. Ngoài ra thì hầu như là tất cả những cái danh từ mà kết thúc bằng đuôi er thì trong tiếng Đức sẽ có giống đực. Ví dụ chúng ta có là der Computer, der Schalter, der Absender. Thế nhưng mà chúng ta cũng có những cái ngoại lệ nhá. Ví dụ là das Fenster thì lại là giống trùng, das Alter, die Nummer. Còn đối với những cái danh từ mà nó kết thúc bằng những cái đuôi sau đây thì là chắc chắn rằng nó sẽ là những cái danh từ giống đực. Der Lieferant, der Absolvent, der Student, der Teppich, der Lehrling, der Tourismus, der Journalist, der Autor. Đối với những cái danh từ mà được danh từ hóa từ động từ và nó không có đuôi thì hầu như là nó cũng sẽ là mang giống đực. Ví dụ như chúng ta có der Anruf là từ động từ anrufen, hay là der Besuch từ động từ besuchen. Nhưng chúng ta có ngoại lệ đó là das Spiel từ động từ spielen. Và cuối cùng là những cái danh từ mà giống trùng, not home. Chúng ta có những cái danh từ như thế nào? Thứ nhất đó là những cái danh từ mà để miêu tả những cái chữ cái trong tiếng Đức thì chúng ta cũng sẽ sử dụng là từ là das, ví dụ das A, das B, das C und so weiter. Còn đối với danh từ kết thúc bằng những đuôi sau đây thì chúng sẽ luôn luôn có mạo từ là das, das Brötchen, das Fräulein, das Medikament. Ngoài ra thì hầu như là những cái danh từ kết thúc bằng đuôi T-U-M thì chúng cũng sẽ có giống chung. Ví dụ như là das Christentum, das Eigentum. Aber, nhưng mà chúng ta cũng có một vài những cái ngoại lệ ở trường hợp này, đó là der Irrtum, der Reichtum. Khi mà chúng ta muốn nói đến màu sắc như là một cái danh từ thì chúng ta cũng sẽ sử dụng das, ví dụ das Blau, das Rot, das Weiß und so weiter. Còn đối với những cái danh từ mà được hình thành nên bởi hình thức nguyên thể của động từ thì chúng ta cũng sẽ sử dụng mạo từ là das, là giống chung cho những cái danh từ đó. Ví dụ như chúng ta có das Essen, das Trinken. Và hầu như là những cái danh từ mà nó có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài thì nó cũng sẽ mang giống chung. Ví dụ như là das T-shirt, das Hobby, das Radio. Yeah. Cái này thì không phải luôn luôn đúng. Aber nó cũng là một cái trường hợp mà chúng ta cần lưu ý. Vậy là ngày hôm nay trong bài học này chúng ta đã được học cách xác định được khi nào thì một danh từ đứng ở cách 1 nominative, cách chia đuôi của mạo từ ở cách 1 nominative và cách xác định được giống của danh từ. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ có một vài những bài tập để giúp cho các bạn có thể luyện tập và nắm vững cái phần kiến thức này hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bạn. Tschüss.